Xin chào anh chị, nay hoàn thiện một đơn hàng để giao cho anh khách nha. Hàng thuộc phân khúc cao tiền, hai lò tâm trắc nè, hàng trắc lựa hàng bạnh vân cực đẹp luôn nha. Một hộp tre gỗ trắc nè, hàng đặt riêng. Hai hộp giấy gỗ trắc nè, nó hàng bạnh siêu vân luôn. Rồi hai hộp cẩm phèo, còn lại là một bộ 10 dĩa, 10 dĩa bạnh trắc. Anh chị thấy hàng trắc mà hàng bạnh nó vân ve nó rất là đẻ hơn, nó không phải màu đỏ đen như truyền thống, mà hàng này nó có vân, nó lựa trúng mấy hàng bạnh thì vân vây nó rất là đẹp anh chị. Đó, nay em hoàn thiện đơn hàng rồi, giờ chuẩn bị em đóng gói ship cho anh khách đây. Đó, đơn này hàng giá trị cao nha. Đó, anh chị có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em, hàng tuyển mà. Đó, hàng này hàng nó vân vây nếp căng đét luôn, chắc mà hàng vân bạnh nó rất là phê. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem tin. Có nhu cầu đặt hàng cứ liên hệ trực tiếp với em.